Anh có nhãi là rửa nhà cho em. Đây. Anh cứ rót đi. Đổ đi. Mày đổ đi. Mày đổ vào. Không, không sao kìa. Em không sai cả. Đây, mày đổ vào thành cái này. Đổ cái nhập viện nhá. Cho nó. Thôi, đừng. Thấy không? Nghe nhá. Nghe nhá. Ờ, bây giờ em đứng lại, Đứng đây. Nghe bảo. Thế bây giờ có tha không? Shop bán nick Liên Quân, Liên Minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với shop đứctoạivlog.com ủng hộ mình nhé. Hello. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại cả clip của mình nhá. Đấy. Thì hôm nay anh em làm quyết định là làm clip, mọi người biết là mấy hôm nay là thấy cứ hỏi nhiều là tại sao không thấy Ngọc trên video của mình luôn. Cả trên kênh của Ngọc cũng không có luôn. Và tại sao là Ngọc thay hết avatar và ảnh bìa của mình. Và tại sao mình lại xóa hết ảnh của Ngọc đấy? Là vì sao? Là vì chia tay. Đấy. Hiện tại là Ngọc đã chặn hết tất cả các gì trên Facebook của mình rồi, không tin cho mọi xem đây. Đây, nó có xanh mách có chứ. Đấy, anh em có thấy là có chứ là đã bị chặn không? À, hiện tại không bị bị chặn này. Đấy. Nói chung à, để mà chắc chắn ấy, là anh em cứ vào một rồi gọi điện cho Ngọc, hai là vào Facebook Ngọc là mọi người biết là tình hình Ngọc hiện tại là đang nhảm rồi nhá. Thế là hôm nay mình quyết định à, hôm qua mình nói chung là cũng xin lỗi rồi, nhưng mà xin lỗi bỏ mồm không được thì hôm nay mình phải dùng biện pháp. Là gì? Đốt nhà đúng không? Đấy thì nói chung là mọi người cũng biết là hiện tại là xăng xuống giá luôn. Đấy thì nói chung là nhân cơ hội này thì mình cũng làm một bao nhiêu mấy lít nhỉ? Đây gọi là 6 lít. Đấy làm 6 lít xăng. Đấy chứ mua đủ 6 lít là đủ đốt nhà rồi mọi người ạ. Đấy không cần phải nhiều. Đấy còn với cả mình cũng tạm ứng một chai nhỏ trước để nếu mà tí nó không tin đây chai thật thì mình cứ cho nó thử một ít xăng trước là nó tin ngay không? Rồi. Còn để mà không sợ nữa thì tao đổ cái này xung quanh nhà cũng là thôi đúng không? Tôi mua 5 bạc. Rồi ok bây giờ nói chung mình phải dùng đến biện pháp lầy đâu mọi người ạ. Vì xin lỗi xua không được, xin lỗi tử tế không được thì mình sử dụng cái biện pháp mạnh anh em. Phải dọa nhưng mà nó sợ nó sẽ quay lại mình không sợ thôi. Thì bây giờ cho mà mình bật cốp vào rồi, vào đi. Để ra vào đây lấy bật lửa trả lời. Đấy con chai bắn cốp mày, bắn đâu bắn đi. À, nói luôn mọi người này, mặc dù mình tay vẫn đang đau nhưng mà vẫn đang khỏe nhưng mà hiện tại là mình không phải vướng vấn đề gì mọi người ạ. Nó đã đến bước đường cùng rồi là lái hết. Đi. Caramel cứ nhảy lên bình thường em. Cứ lên đi. Cứ mở cửa đi vào chưa? Đấy. Thì anh em lấy nhanh không cho. Hello. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại cả clip của mình nhá. Đấy. Thì hôm nay anh em làm quyết định làm clip, mọi người biết là mấy hôm nay là thấy cứ hỏi nhiều là tại sao không thấy Ngọc trên video của mình luôn. Cả trên kênh của Ngọc cũng không có luôn. Và tại sao là Ngọc thay hết avatar và ảnh bìa của mình. Và tại sao mình lại xóa hết ảnh của Ngọc đấy. Là vì sao? Là vì chia tay. Đấy. Hiện tại là Ngọc đã chặn hết tất cả các gì trên Facebook của mình rồi, không tin cho mọi xem đây. Đây. Nó có xanh mách có chứ. Đấy anh em có thấy là có chứ là đã bị chặn không? À, hiện tại không bị bị chặn này. Đấy. Nói chung à, để mà chắc chắn ấy, là anh em cứ vào một rồi gọi điện cho Ngọc, hai là vào Facebook Ngọc là mọi người biết là tình hình Ngọc hiện tại là đang nhảm rồi nhá. Thế là hôm nay mình quyết định à, hôm qua mình nói chung là cũng xin lỗi rồi, nhưng mà xin lỗi bỏ mồm không được thì hôm nay mình phải dùng biện pháp. Là gì? Đốt nhà đúng không? Đấy thì nói chung là mọi người cũng biết là hiện tại là xăng đang xuống giá luôn. Đấy thì nói chung là nhân cơ hội này thì mình cũng làm một bao nhiêu mấy lít nhỉ? Đây gọi là 6 lít. Đấy làm 6 lít xăng. Đấy chứ mua đủ 6 lít là đủ đốt nhà rồi mọi người ạ. Đấy không cần phải nhiều. Đấy còn với cả mình cũng tạm ứng một chai nhỏ trước để nếu mà tí nó không tin đây chai thật thì mình cứ cho nó thử một ít xăng trước là nó tin ngay không? Rồi. Còn để mà không sợ nữa thì tao đổ cái này xung quanh nhà cũng là thôi đúng không? Tôi mua 5 bạc. Rồi ok bây giờ nói chung mình phải dùng đến biện pháp lầy đâu mọi người ạ. Vì xin lỗi xua không được, xin lỗi tử tế không được thì mình sử dụng cái biện pháp mạnh anh em. Phải dọa nhưng mà nó sợ nó sẽ quay lại mình không sợ thôi. Thì bây giờ mà mình bật cốp vào rồi, vào đi. Để ra vào đây lấy bật lửa trả lời. Đấy con chai bắn cốp mày, bắn đâu bắn đi. À, nói luôn mọi người này, mặc dù mình tay vẫn đang đau nhưng mà vẫn đang khỏe nhưng mà hiện tại là mình không phải vướng vấn đề gì mọi người ạ. Nó đã đến bước đường cùng rồi là lái hết. Đi. Caramel cứ nhảy lên bình thường em.
đưa lên đây. Cứ mở cửa đi vào chưa? Đấy, các anh em ơi, không cho thoáng tí, không tí nữa lên kia đo nhiệt thì đang nóng này, bắt cái ly vỡ một. Nhưng mà từ lắm mọi người ạ. Để mình kéo ghế luôn nhé. Cho ba gì vậy, kéo kính đi chứ. Ok mọi người nhá, thì bây giờ mình sẽ xuống nhà Ngọc mọi người nhá. Hôm nay nói chung là mình phải giải quyết được vấn đề này không thì không xong đâu mọi người ạ. Vì bây giờ chỉ có kênh nữa, còn phải làm kênh video nữa, bây giờ không xuống làm thì ai làm đúng không? Hôm nay trời lớn luôn, trời lớn luôn như gì đó. Đây, hả? Alo gọi đây. Alo. Thế bây giờ tao hỏi một câu cuối là mày có tha lỗi tao không thì tao xuống tận nhà mày, đốt nhà mày, mày tin không? Cái gì? Mày thách tao hả? À? Mày nghĩ từ trước giờ mày đừng, tao nói mày này, đừng thách nhà giàu hút tương nhá. Mày có tin là mày, tầm 5 phút nữa thôi tao có cổng nhà mày là tao cầm theo cái can xăng không? Không tin á? Ý, ngoại mày bỏ tao rồi. Tao đây. Trời ơi. Tao không tin à? Không tin. Ôi giời, mai cho nó Facebook chặn rồi, không thì mày gọi Messenger cho nó quay cho nó xem là mình đang ở đường nhà nó. Đấy, hiện tại là mình đang ở Bình Xuyên gần nhà Ngọc rồi mọi người nhá. Đây, lại qua chốt kiểm dịch. Đèn lắm. Rồi, lại qua chốt. Cho đi, nháy cho đi mà, xe này cho đi mà. Cho đi, cho nó quen xe này rồi. Đấy, vừa tao nháy đèn thì cho đi em. Ok nha nhá, tí nữa mình xuống nhà Ngọc mình sẽ quay tiếp cho anh xem xe nhá. Ok nha. Đấy, ok anh em ơi, thì hiện tại là mình đang đến cổng làng Bình Cách ạ. Ờ, Bình Cách. Bình Cách, làng của Ngọc mọi người nhá. Đấy, thì bây giờ anh em mình sẽ vào và thực hiện kế hoạch. Ồ, có chó rồi. Ờ, chó ngu chó thế này. Đấy, mọi người thích đường nhà Ngọc chưa? Nếu ai ở gần nhà Ngọc là chắc cũng biết, quen thuộc cái đường này rồi đúng không? Đấy, thì mẹ thì công lông này đang vội thì cứ chặn đường thế này. Đi sau đổ phát xuống là lát xe. Không phải xe... Đây, cổng làng đây. Đấy, làm văn hóa Bình Cách nha mọi người nhá. Đấy, đây, làm văn hóa Bình Cách này. Ông ơi, công lông cũng vào cùng à? Công lông vào cùng à? Đấy. Thấy chưa? Đây, một cái xoay nhỉ? Cái xoay cổng làng Bình Cách nhá. Đấy, ok anh em nhá. Quay vào. Đấy, bây giờ là không phải gọi Ngọc gì nữa. Bây giờ mình vào tận sân rồi mình gọi một cho mọi người nghe nhá. Đây. Đi thẳng em. Xe đạp ra ta. Mày giúp hẳn lên hè như này. Đấy, nhà người ta. Không sợ, cứ giúp vào đấy. Đúng rồi, cổng nhà người ta. Nhà đẹp đấy nhỉ? À, nhà anh em vẻ hơi to đấy. À, anh vào đây. Em vào vài lần đây. Vào đóng cửa. Ngọc à. Người ta bảo để mà nói là tương lai đúng không? Căn nhà này cũng là thuộc về quyền sở hữu của tao. À, thế ra mày định ở rẻ à? Ờ thì cứ gọi là thế, thì mình cứ mạnh dạn người ta tắt xe rồi đóng cửa xe nhỉ. Ờ được rồi. Ra. Dạ, mày mạnh dạn mày gọi con vợ tương lai ra đây tao cái nghe. Tao đốt cổng nhỉ. Qua đi bà ơi. Quay. Thì là tao gọi là nó không nghe, bây giờ mày xem nào. Mày xem mày gọi đây không chả mày tao gọi nó bố ra luôn nó quánh chết. Ừ, chết à? Ờ. Mày gọi đi. Không biết nhà quay không. Phải bảo nhà thì nó ra ngoài. Anh em ơi, giận mình đúng không? Nhưng mà vẫn không quên là lấy trộm dép của quán được. À bảo sao? Quán suốt ngày hao một dép thôi. Mày không? À đây, món thỏ này. Nó đây, bà tận nhà luôn ra ngoài.
Ôi trời, có bé nhỉ? Kia. À, kìa. Cho lãnh đạo hỏi chứ không phải là Ngọc nhà cháu đâu. Không biết á. Nghe cháu ở đây mình à? Nghe cháu sợ bị bắt cóc à? Nếu mà để mà theo cái định luật mũi của chú ấy, chú có thể đánh hơi được ra gọi là đánh hơi được ra gọi là. Ôi, mà đánh tôi lên lên. Không, tao đánh hơi được ra ở đây cũng phải đó. Dạ. Mày không cho tao xin lỗi phải bước đây. À nó giúp đấy. Ủa mười lắm. Tôi làm cái gì? Tôi làm gì á? Ai có chuyện nói ra đây. Cứ bước ra ngoài nhưng nghe không còn tránh nhà ấy. Bước ra. Ơi. Chưa. Chưa. Mày xin lỗi chưa? Không đồng ý đi ra ngoài đúng rồi. À. Đồng ý là thằng này không làm xuống nhà. Chứ bây giờ hỏi tôi quấy không? Mày cho xin lỗi không? Hả? Yes, sao lắm. Xin lỗi nhé. Không phải lúc nào xin lỗi, nhưng mà lúc này là lúc phải xin lỗi vì là bây giờ gọi là cái chuyện nó lên gọi tầm cao mới rồi, phải không? Về này, thôi mà nôi nó ra ngoài. Ê, nói chuyện lúc nữa đi, ra ngoài lắm luôn rồi. Phải rồi đấy. Bây giờ xin lỗi mồm không ra thì bây giờ phải xin lỗi bằng bằng hành động, phải không? Nhà ra ra ngoài. Em ơi, cháu ơi, tắt tivi của chúng ta. Thôi chú đốt tivi đấy nhá. Ừ, đi chú nói chuyện. Nhìn cái gì? Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Thế vậy anh nhìn mỗi con đấy tắm rồi cũng phải giận đấy gì. Anh đã nhìn thấy không hiểu nó đâu. Anh mới lấy được cái áo đó của nó thôi, coi có làm gì đâu để giận. Hả? Trời ơi, nhìn thì biết rồi. Thế giận cái gì? Chả giận cái gì hết. Không giận thì mày nôi ra. Mày nôi ra cho tao xe tao không nôi được. Ok. Lạc nó, mày cứ lạc cho mày ấy. Ăn cứ nhục à. Hả? Của cho của nhục thì nhân như là nhưng rốt cục nó vẫn là miếng ngon. Ờ đâu nên nuôi ra ngoài đây các bạn đưa ra đây bước ra đây ra ngoài nói chuyện ra nói chuyện đâu tao đi trên đất luôn. Mày khác đi chân cậu mày dép thứ nhất là dép của ai đi đây mày cứ ra đây nói chuyện. Đây đứng đây cho đây mày cầm vào đây. Bố xin lỗi, phải mang nước, xin lỗi đâu, quay uống ở nhà, không thiếu nước cháo. Ôi, nước, uống nước. Nước à, qua cho nó xem nước à. Mày bị lửa đâu mày, bị lửa giấy tờ mày đâu. Nước, đây mày bảo đây nước đúng không? Nhìn cho kỹ xem nước hay gì nhá. Mày khéo, có cả lôi cho thỏ ra thử nghiệm không? Thỏ, thỏ. Nhà thì cả. Đấy đây, xem có con thỏ gì kia mang cho. Thỏ lướng luôn, tình cảm ấy. Đấy rồi, cảm xúc. Làm được cái chuyện này tao làm suốt mà tao đốt nhà kêu suốt rồi. Nhìn chú kỹ à, nhớ kỹ vào nhá. Mắt mà, này nhìn, mắt này nhìn. Ngồi đây nhìn nhìn à. Làm đi, thả xuống nhá. Thả quá. Ủa ý, gì à? Gì à? Gì à? À, nước á. Mang làm gì? Anh có nhãi là rửa nhà cho em. Dập đi, dập đi. Dập đi à? Dập đi, mày dập bằng cái nào? Nước không dập nước mày em à, không dập được mày dập bia mày không dập. Mà mày cầm cái cát mày dập. Thấy một vài cái cát đất mày dập nhá. Rồi, xong rồi. Bây giờ nhá. Thôi bây giờ em nếu mà hôm nay em tha lỗi cho anh ấy. Và anh xin tạm ứng là anh xin phép là anh rửa nhà cho em. Nhưng mà rửa nhà bằng xăng. Rửa bằng xăng không phải bằng nước đâu phải không? Tiền vặn can, vặn can đi rắc. Mày vặn rắc đi rắc đi. Mày vặn rắc ra. Về là cái nó mất đầu tư rắc cho tao. Tí nữa nó xe đang hết xăng cái thằng này mới đổ hết. Tí nữa đổ xăng cái gì? Bây giờ mày đổ ít thôi. Bây giờ mày nói mồm nó không sợ đâu. Mày đổ ít thôi. Điên à. Gì đây? Mày cứ rót đi. Đổ đi. Mày đổ đi. Mày đổ rồi. Không, không sao kìa. Em cứ ra anh bảo. Đây, mày đổ vào thành cái này. Có cái nhục kiện nhỉ? Rồi, rồi, được rồi. Thấy không? Bây giờ nhá. Bây giờ nhá. Ờ, bây giờ em đứng lại, em đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Thế bây giờ có tha không? Có tha không? Tha không? Mồi lửa phát là... Cửa gỗ luôn. Tha. Có tha bây giờ mình nhá. Tha nhau. Ôm. Ôm. Tha đúng không? Vào thì vào. Ờ, xuống kia nhá, xuống kia nhá. Không không? Đúng rồi, đúng rồi. Gì ạ? Muộn giống xuống, nói to hay muộn giống xuống. Mấy giờ mà muộn? Cũng một giờ, hai giờ. Chưa? Không sao, vào nhà làm cốc nước này đúng quả rồi, thấy hơi hồ. Vào nhà. Rồi, bây giờ chốt lại nhá, để sau nhá. Không giận nữa. Giận đánh đốt nhà, vào nhà. Vào nhà. Hey!
chửi á? Chó điên. Ai à? Được rồi. Hả? Thôi mày cầm nốt cái can kia và rắc bên trong để tao. Thôi rắc ngoài rắc trong giờ cứu tao chưa có đi tù. Thế bây giờ cuối cùng tha cho cậu đấy, cậu được. Thế cuối cùng tha rồi đúng không? Tha rồi. Tha mà thế à? Vâng chứ, vâng. Vâng dài ra, vâng tròn lên. Vâng. Vâng tròn cái mồm đấy. Vâng tròn cái mồm lên là vâng đấy, vâng dài ra, vâng. Thế có yêu anh không? Khóc cái gì? Ai đốt nhà chứ mà khóc? Ê, bây giờ anh nói này nhá. Nếu mà còn lần sau ấy mà có giận anh ấy thì anh cứ tặng đúng cho cái bình xăng vào nhà. À anh tặng cho nhà cái bình xăng nhá. Mà dù giận thích anh rửa nhà còn xăng cho em luôn nhá. Em tha rồi đúng không? Mày giỏi lắm á. Tốt nhá. Em bảo gì ạ? Em bảo mày giỏi lắm. Anh là em mày bảo bao giờ? Vừa bảo đây. Anh đi không có điêu. Để bắt tay ở ngoài. Đó. Tha lỗi nhá. Thơm. Thơm. Mình cũng ức hiếp người quá đáng. Này đốt nhà. Có đốt cổng này. Này bật lửa, này bật lửa lên. Tóc em lên như không muốn. Cho một bồi lửa là chút cả đâu. Lên lòng con ghét, lên lòng con thơm không? Nhanh. Ui mẹ đốt tặng như là đốt trước cái cạnh. Ôi, đi về đi, em tha rồi. Mai xuống. Nhớ nhá. Ừ, thương mày. Ôi, bỏ qua cái này đi được không? Ờ, rồi, bỏ qua, đi. Nhớ nhá, tha nhá. Vâng. Ê, có gì cho anh gửi sang đây. Anh gửi sang đây nhá, mai anh chỉ phải xuống một chiếc đỡ phải xuống sang lặng lắm. Hoặc là giận anh chỉ việc vác mình, chỉ cầm bật lửa xuống là xong cho đỡ phải vác nhiều nhá. Đấy, bảo rồi. Đấy anh em ạ. Ông nào mà kiểu cứ người yêu giận nên cứ học cách này của tôi. Mình khẳng định mọi người luôn, 9 đứa gái thì phải 10 đứa gái thì phải 9 đứa phải sợ. Đấy. Làm sao đừng có đùa với tao. Đừng có đùa với tao, thử thôi. Thử thôi. Không sợ gì thử thôi. Vâng.